Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu hoa dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì mẫu hoa của mình nó sẽ có 6 cánh và được xếp chồng lên nhau như thế này ha. Đây là mặt sau nè, và đây là mặt trước của sản phẩm. Các bạn có thể phối cho mình nhiều màu khác nhau để phù hợp với màu của sản phẩm mà ta dùng để trang trí ha. Và để làm được cái mẫu hoa này nè, mình sẽ sử dụng len miêu cô tông của 125g, sợi len dài tầm khoảng 1.75 đến 2 mm, và kèm theo đó là kim móc 3.0 mm. Đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1/2 nè, cho cái mẫu hoa của mình nó được mềm mại hơn. Và đối với mẫu này, các bạn cũng có thể đổi cho mình sợi len và kim móc để phù hợp với cái sản phẩm của mình ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Để làm được phần nhụy thì đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này ha, sau đó móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 11 mũi kép đơn. Vào cái vòng tròn này nè, móc vào đây cho mình 11 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, mũi kép đơn thứ năm, mũi kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, mũi kép đơn thứ tám, mũi kép đơn thứ chín, mũi kép đơn thứ mười và mũi kép đơn thứ 11. Sau khi đã móc được 11 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này rồi, thì các bạn đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè. Đây là cái mũi kép đơn đầu tiên ha. Nó sẽ có cái chân móc như thế này nè. Đây, mũi kép đơn đầu tiên. Kéo lên trên nó sẽ là cái chân móc này. Đâm kim vào đây ha. Và móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên một xích. Kéo và cắt len. Ta nắm sợi len ngắn ở phía trong á, vuốt thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Đây, ta hoàn tất được cái phần nhụy hoa như thế này ha. Bây giờ mình sẽ lên cái phần cánh. Đối với phần cánh thì mình sẽ sử dụng màu xanh để các bạn dễ thấy mũi móc hơn nè. Ở cái phần nhụy hoa, cái sợi len thừa đây nè. Đây, ta sẽ có hai cái chân móc ha. Phía trước nó là cái mũi mà mình móc mũi dời vào đó, thì phía sau nó là cái chân móc của mũi dời á. Đây, nó sẽ nằm chính giữa của mũi kép đơn và hai mũi xích đầu tiên. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đó. Là cái chân phía sau của sợi len thừa ha. Sau đó mình sẽ đưa cái sợi len móc màu cánh á ra phía sau và kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Khi đã có được 5 mũi móc xích liên tiếp với nhau thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời luôn á. Đây, ta sẽ móc luôn vào cái chân móc này ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào đó 7 mũi kép đôi liên tiếp với nhau. Thì cái mũi kép đôi sẽ như sau. Lấy len cho mình 2 vòng lên trên kim nè. Các bạn sẽ móc cho mình lấy len 2 vòng lên kim. Sau đó đâm kim vào chân móc mà ta móc mũi dời á. Đâm kim vào đó. Kéo len qua chân móc. Lúc này trên kim của mình nó sẽ có 4 cái đường móc như thế này. Thì các bạn lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim 2 lần cho mình hả? Lấy len và kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất nè. Tiếp tục kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai. Ta có được mũi kép đôi đầu tiên nè, chưa hoàn tất. Thì các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm 6 lần như vậy nữa.
cũng lấy len cho mình hai lần lên kim, sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc luôn. Kéo len qua chân móc. Kéo len qua hai chân trên kim hai lần liên tiếp. Lần thứ nhất nè, qua hai chân, tiếp tục lần thứ hai qua hai chân. Mình sẽ có được ba chân ở trên kim như thế này ha. Tiếp tục mũi kép đôi thứ ba, cũng lấy len hai lần lên kim nè. Sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc luôn. Kéo len qua chân móc. Sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim hai lần liên tiếp. Lần thứ hai. Được 4 mũi trên kim thì tiếp tục làm mũi tiếp theo. Lấy len hai lần lên kim, đâm kim vào cùng một chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân trên kim hai lần liên tiếp. Lần thứ nhất nè. Lần thứ hai. Ta được mũi thứ tư rồi ha. Lấy len hai lần nè, đâm kim lần thứ năm. Kéo len hai chân lần thứ nhất, hai chân lần thứ hai. Tiếp tục. Lấy len hai lần lên kim lần thứ sáu. Đâm kim vào cùng một chân móc. Kéo len. Kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất. Lần thứ hai. Và cuối cùng, lấy len hai lần lên kim lần thứ bảy. Đâm kim vào cùng một chân móc. Kéo len. Kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất. Tiếp tục hai chân lần thứ hai. Như vậy là ta đâm kim được 7 lần liên tiếp vào cùng một chân móc. Lúc này trên kim của mình nó sẽ có 8 vòng tròn ha. Đây. 8 vòng tròn nè. Thì từ đây các bạn sẽ tiến hành lấy len và kéo lần lượt qua hai chân móc trên kim cho đến hết ha. Lấy len nè, kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất nè. Tiếp tục lấy len và kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai. Lấy len kéo hai chân lần thứ ba. Tiếp tục lấy len kéo qua hai chân lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Và kéo len qua hai chân lần thứ bảy để kết thúc nè. Khi kéo len lần lượt qua hết các cái chân móc trên kim thì các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ta sẽ móc lên một mũi móc xích ở chính giữa các cái mũi móc của mình nè. Nó sẽ có các cái khoảng trống hở ra như thế này. Đây là các cái khoảng trống của mình ha. Thì ta sẽ tiến hành lần lượt móc vào các cái khoảng trống này. Thì khi đã lên một mũi móc xích rồi, các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái khoảng trống đầu tiên, là cái khoảng trống thẳng hàng với cái mũi móc xích mà mình vừa móc ở đây nè. Đây là cái khoảng trống đầu tiên ha, các bạn sẽ bỏ qua khoảng trống này và đâm kim vào khoảng trống thứ hai, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục khoảng trống thứ ba, móc một mũi móc đơn. Ta có mũi móc đơn thứ hai nè. Khoảng trống tiếp theo cũng vậy ha, một mũi móc đơn. Khi được 3 mũi móc đơn vào 3 khoảng trống liên tiếp với nhau nè, thì ở cái khoảng trống mình vừa móc mũi thứ 3 các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống ta vừa móc mũi móc đơn thứ 3. Đâm kim vào đó và móc tiếp một mũi móc đơn vào đó. Như vậy là lúc này cái khoảng trống của mình nó sẽ có 2 mũi móc đơn và cách nhau là 2 xích ha, tạo cái mũi nhọn cho cánh. Và ta còn lại 3 khoảng trống. Các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào 3 khoảng trống và mỗi khoảng trống này móc một mũi móc đơn ha. Tiếp tục khoảng trống thứ hai một mũi móc đơn nè. Khoảng trống thứ ba là khoảng trống cuối cùng cũng móc vào một mũi móc đơn. Đây, cái form cánh hoa của mình nó sẽ như thế này ha. Để cho cái phần cánh hoa của mình nó có độ cong thì lên cho mình 4 mũi móc xích nè. 3 nè và 4. Để kết thúc mỗi cánh hoa thì cứ móc cho mình lên 4 mũi xích ha. Nó sẽ khác với cái xích đầu tiên là 5 mũi để tạo cái cánh đầu tiên nè. Thì cuối cánh ta sẽ móc 4 xích thôi nha. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc ta móc cái cánh đầu tiên này và cũng đâm kim vào đó móc một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái cánh đầu tiên.
Bốn mũi xích này nó sẽ tạo cho cái cánh của mình nó có cái độ cong lại nè. Thì tiếp tục để tạo cái cánh thứ hai, các bạn sẽ để ý cho mình nè. Sát cái mũi kế bên của cái mũi mà mình móc cánh đầu tiên á, các bạn sẽ bỏ qua ha. Sau đó ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp nữa, móc vào đó một mũi dời. Đây, ta hoàn tất được cánh đầu tiên, nó sẽ như thế này. Cánh thứ hai cũng làm tương tự ha, cũng đâm kim cho mình vào chân móc mình vừa móc mũi dời đó, cũng móc lên 5 mũi móc xích nè, 2, 3, 4 và 5. Xích đầu tiên thì luôn là 5 mũi xích ha, kết thúc sẽ là 4 mũi móc xích. Đây, kết thúc để tạo cái độ cong như thế này. Thì tiếp tục cánh thứ hai cũng làm tương tự, đâm kim cho mình vào chân móc mình vừa móc đó luôn và tạo cho mình một cái cánh như vậy. Mình sẽ móc vào đó 7 mũi kép đôi ha. Lấy len hai lần nè, đâm kim vào chân móc ta vừa móc, kéo len hai chân trên kim lần thứ nhất, lần thứ hai nè. Tiếp tục lấy len hai lần và làm tương tự. Sau khi đã móc được 7 lần thì lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha. Lần thứ 3 nè. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Lần thứ 6. Và lần thứ 7. Lên một xích. Để tạo cái điểm nhọn cho cánh hoa nè, móc vào cái khoảng trống kế bên này một mũi móc đơn nè. Khoảng trống thứ hai một mũi móc đơn. Khoảng trống thứ ba tạo độ nhọn ha, móc vào đó hai mũi móc đơn thì nó sẽ cách nhau là hai mũi xích nè, lên hai xích, tiếp tục một mũi móc đơn nữa. Còn ba khoảng trống thì mỗi khoảng trống sẽ là một mũi móc đơn. Móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc bốn mũi móc xích, 1, 2, 3 và 4, đâm kim vào chân móc ta móc cái cánh hoa đó. Đây, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để tạo cánh tiếp theo ha, bỏ qua chân kế bên và đâm kim vào chân kế tiếp một mũi dời. Lên 5 mũi móc xích và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Thì ta sẽ có được 6 cánh hoa ha. Sau khi đã tạo được 6 cánh hoa và kết thúc mỗi cánh hoa sẽ là 4 mũi xích thì cánh hoa cuối cùng cũng đâm kim vào chân của cánh hoa đó và móc một mũi dời. Lúc này cái khoảng cách của mình cũng còn lại một chân móc, ta cũng bỏ qua chân móc đó và đâm kim vào cái chân móc của cái cánh đầu tiên nè, đâm kim vào đây và móc một mũi dời, sau đó kéo vào cắt len. Sợi len thừa đang nằm ở mặt trên của sản phẩm, ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc của cái cánh đầu tiên là cái chân mà ta vừa móc mũi dời á, đâm kim vào đó, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Canh dính và giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha, thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu hoa dùng để trang trí như thế này. Ở những cái cánh hoa thì các bạn sẽ đưa cho mình cái phần bo cong lại ở phía dưới nè. Đây, cái phần bo cong lại nó sẽ nằm ở phía dưới của cánh kế bên ha. Canh chỉnh cho mình đều ở 6 cánh hoa nè. Ở mẫu này mình có thể phối với nhiều màu khác nhau để phù hợp với sản phẩm mà mình trang trí ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa trang trí như thế này. Chúc các bạn thành công!